ảnh hưởng của hội tan điểm với polymer, tại vì con người người ta sẽ bị ảnh hưởng mà. Các bạn ạ, mọi người chúng ta khi tham gia vào tổ chức nào, tham gia ở đâu, ở địa phương gì, cách thức gì đều bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh cả. Polymer tham gia tích cực vào hội tan điểm lại giữ vai trò tài chính. Một tay này rất là lạ, là đi đâu cậu cũng cầm tiền. Các bạn hình dung. Và sau này polymer là một tay rất giàu có ở ở Pháp chứ không phải không đâu. Ông cũng là một người giàu có. Thế thì ông ta học được các cái tư tưởng từ hội tan điểm: tiến bộ, lòng từ thiện, khoan dung, tự do suy nghĩ, đoàn kết con người. Tóm lại là học được cái tinh thần rất tiến bộ của hội tam điểm. Các bạn hình dung hội tam điểm ở Pháp cũng như ở châu Âu ấy, như kiểu là một hội khai sáng ấy. Ừ, để mọi người biết là vào trong đấy mọi người được trao đổi, được khai sáng, được chơi với nhau, giống như anh em mình tôi kể ngoài lề ấy. Ở bên Singapore, không biết là các bạn có biết không, là ở Singapore ấy thì Lý Quang Diệu khởi xướng ra một cái hệ thống, đấy là 8 câu lạc bộ, 8 câu lạc bộ tinh hoa ở Singapore, chỉ có 8 thôi. Nó giống như kiểu là taxi ở bên Singapore ấy, là không có nghĩa do đâu, ai thích mua đâu. Nó có slot, nó quy định là 10.000 xe là 10.000 xe. Muốn có một cái xe taxi ấy, thì phải mua lại một cái slot của ai đó. Thế thì ở bên Singapore là có 8 câu lạc bộ tinh hoa. Cách đây khoảng độ 10 15 năm ấy thì tôi đi sang bên Singapore thì anh gì nhỉ? Anh Võ Tá Hân. Đấy, hồi đấy anh Võ Tá Hân còn đang sống ở đấy. Tôi vẫn gọi là anh Võ Tân là người Việt Nam thành đạt nhất ở Singapore. Sang đấy dẫn tôi đi sang cái câu lạc bộ tinh hoa nhất nhất thưa các bạn, là tôi rất may mắn là được anh Võ Tá Hân đưa sang đấy, là sang cái câu lạc bộ tinh hoa nhất của ở bên đấy. Anh Võ Tá Hân chỉ tôi là mình ơi, cái bàn cái kia, cái phòng cái kia là nơi mà Lý Quang Diệu gặp với ông Võ Võ Văn Kiệt. Chỗ góc kia là ông Ngô Trạch Tông là gặp ông Phan Văn Khải. Anh là người tham gia thu xếp những cuộc gặp như vậy. Họ vào trong cái câu lạc bộ với nhau giống như chúng ta chơi câu lạc bộ chơi gôn ấy. Các bạn hình dung giống như Việt Nam là câu lạc bộ gôn hay cái gì đó. Nhưng cái câu lạc bộ tinh hoa của nó thì nó mở rộng hơn. Chúng ta đi chơi gôn, chúng ta cá cược với nhau, kiếm tiền với nhau rồi chơi chơi. Tất nhiên là cũng có mối quan hệ làm ăn. Nhưng cái câu lạc bộ tinh hoa ở ở ở, ở Singapore cũng như ở nhiều nơi khác ấy, nó cao hơn thế, nó lớn hơn thế, nó rộng hơn thế, chứ nó không chỉ dừng lại ở việc mà làm ăn buôn bán hay gì với nhau giữa 2 người, giữa 3 người, giữa một nhóm người đâu, mà nó họ cùng với nhau là trao đổi theo những cái thứ khác ấy. Mà khi vào đấy thì bày bỏ điện thoại ra bên ngoài, mỗi người sẽ có một cái tủ riêng. Tất nhiên ở Việt Nam thì cũng kiểu kiểu như vậy, nhưng nó không phải chỉ dừng lại ở tiền bạc, nó dừng lại ở, nó còn nhiều thứ khác ở trong cái những cái câu lạc bộ tinh hoa. Sau này thì tôi cũng sang một lần nữa là sang cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ thứ 8, là chỉ dành cho giới doanh nhân. Doanh nhân đóng 40.000 đô gì gì đấy thì vào, tức là nhưng cũng chỉ được 3.000 người cho các câu lạc bộ này. Ok, thế thì hội tam điểm cũng tương tự như vậy các bạn ạ. Các hội tam điểm là hội khai sáng, vào trong đấy sẽ có rất nhiều hoạt động mà gọi là hội kín ấy, các bạn không được kể ra bên ngoài. Những người vào hội tam điểm thì không được kể gì ra bên ngoài cả, cho thứ như vậy nhé.